Thiếu gia. Tiểu Hà. Thiếu gia đã về rồi. Mẹ của tôi. Từ lúc lão gia qua đời, thiếu gia lại ra đi, thì phu nhân ngày càng yếu sức và sinh bệnh. Tháng trước bọn cướp xông vào đánh cướp, phu nhân vì quá sợ hãi bệnh càng thêm nghiêm trọng. Hai ngày trước đây thì phu nhân bả đã tại tôi mấy năm nay phiêu bạc bên ngoài, không ngờ trong gia đình xảy ra biến cố. Từ hồi nào tới giờ phu nhân chưa có bao giờ trách Quỳnh một lần. Thiếu gia, lần này Quỳnh trở về có ra đi nữa không hả? Tuy cha mẹ của tôi qua đời, nhưng mà tôi sẽ ở bên cạnh họ trong một thời gian ngắn. Tôi tin linh hồn của cha mẹ tôi nhất định sẽ hiểu được. Như vậy thì tốt quá. Còn một người mà anh ngày đêm nhung nhớ cũng đã đến rồi. Ừ? Hồng Nô. Đúng là cô ta. Điền tướng quân công tác tại Tây Quốc, cho nên dẫn theo cô ta để mà thăm viếng chúng ta. Trong lời nói của cổ á, thì biết rằng cô ta còn nhớ đến anh lắm. Thiếu gia, mau đi gặp cổ đi. Tiểu Hóa, đừng nói với cổ là tôi về nha. Tại sao vậy? Tiểu Hóa. Nè, nhớ ra, đừng nói ra. Tôn đại ca. À, không phải là thiếu gia. Nè Hồng Nô. Hồng Nô à. Hồng Nô của nương. Cô đi đâu gấp vậy? Nếu Tôn Quynh đã về rồi thì anh sẽ đi gặp cô mà. Con người của Tôn Quynh, anh ta tài trí thông minh và có rất nhiều mưu lược. Điều đáng tiếc là lần trước anh quá tự cao và không có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mới bị thua. Không ngờ là chuyện này anh vẫn để trong lòng. Đã 3 năm rồi. Nếu như anh ta có thể trong sự thất bại mà học được sự giáo huấn, thì đối với anh ta đó không phải là chuyện tốt hay sao? Nhưng nếu như anh ta bây giờ vẫn như là tôn tửng của 3 năm về trước, thì không đáng cho em nhớ đâu. Hồng cô nương, cô yên tâm đi. Con người của Tôn Quynh đại dũng đại trí, tôi nghĩ chắc bây giờ anh đã hiểu rõ. Cô nghĩ coi, anh không mang tới giường em chăn ấm, một thân một mình lưu lạc xứ lạ quê người, chắc cô đã hiểu quyết tâm của anh chứ? Thực ra lúc rời khỏi anh ta là không phải trách móc anh, mà chỉ cảm thấy anh ta là một nam tử hán đại trượng phu, phải chịu trách nhiệm những lời mình đã hứa với người ta, để cho anh cơ hội thức tỉnh. Em mong anh ấy sẽ không hiểu lầm lòng tốt của em. Hồng cô nương, tôi tin là Tôn Quynh nhất định sẽ nghĩ tới điều này. Thật ra lâu nay tôi vẫn đi tìm ảnh, nhưng mà chưa tìm được. Anh ta là người như vậy, bất cứ việc gì anh ta phải làm cho được. Hồng Nô cô nương, tôi cảm thấy nếu như Tề Quốc có được nhiều người giống như là Tôn Tẩn, có thể khải tấu đại dương, thì đời sống của tất cả mọi người dân có lẽ sẽ bớt khổ nhiều. Cô nói gì đi nữa cũng vô dụng thôi. Không biết anh ta bây giờ đang ở đâu nữa. Hồng Nội cô nương, tôi nhất định sẽ tìm ảnh giùm cô. Cô yên tâm đi. Cảm ơn Điền tướng quân. Đừng khách sáo. À phải, tôi phải đi coi Khang Nhi. Ờ, làm phiền cô. Tạm biệt. Vô Tăng. Khuya rồi sao con chưa ngủ? Khang Nhi thấy đêm nay trăng đẹp quá, muốn ra đây để hóng mát. Rốt cuộc thấy phụ thân với chị nói chuyện ở đây, cho nên Khang Nhi không dám làm phiền. Có chuyện gì con nói mau đi. Thật ra trong 3 năm chị đã đối với chúng mình hết lòng hết dạ, thì con không nghĩ rằng phụ thân không tốt bằng Tôn đại ca. Nè Khang Nhi, những lời này con không được nói bậy đó. Nếu như để người ta nghe được thì con lại là người nói xấu người ta đó, có biết không? Phụ thân công nhận thì thôi, Khang Nhi phải đi ngủ đây. Nè Khang Nhi, Khang Nhi. Nè đắp lên. Chị à, người như thế nào mới đúng là người anh hùng, đại trưởng phu?
Tại sao hôm nay em đừng được hỏi ta những câu hỏi như vậy? Chị trả lời em trước đi. À, lễ kiến bất bình, cầm kiếm bảo vệ, dùng sức đánh lại kẻ địch là chuyện nhỏ. Còn trung thành với đại dương, hiếu thảo với cha mẹ, có tình nghĩa với bạn bè, lúc gặp hoạn nạn khó khăn thì phải hy sinh ích lợi của chính mình, đó là chuyện lớn. Vậy thì cha của em là việc nhỏ hay là việc lớn? Cha của em trí nhân dũng, trung hiếu tứ khiêm. Thì chị đây cũng không biết làm sao nói nữa. Thì chị cứ nói cha của em là một người đại anh hùng, một người tốt trong thiên hạ. À, em đó nhờ, không có ai mà giống như em tự mình khen cha của mình. Không phải đâu, em muốn biết là để cho chị hiểu rõ, cha của em chẳng những không phải những ưu điểm mà chị vừa nói, cha còn là một người trung tình nữa. Vả lại cha đã từng khen chị trước mặt em đó. Được rồi, không còn sớm nữa, em đi ngủ đi. Thật ra cha của em đối với chị có nhiều cảm tình đó. Cha không mở miệng nói với chị, đó là trong lòng của cha còn có mẹ em, cho nên sợ chị từ chối thôi. Em còn nhỏ lắm, chuyện tình cảm em không biết đâu. 3 năm trước chị cũng nói em như vậy, 3 năm sau chị cũng nói giống như nhau. Khang Nhi lúc nào cũng nhỏ hơn chị đó, nhưng mà tâm sự của cha thì em cũng đoán được phần nào. Chị biết rồi, cha của em là một vị anh hùng trên thế gian này, nhưng mà một người con gái lấy chồng nhất định không chọn một người đã anh hùng mới lấy được đâu. Vả lại chị đối với Tôn đại ca không thể nào thay đổi được. Nhưng mà em thật tình muốn chị làm mẹ của em đó. Chuyện tình cảm đợi sau khi em lớn lên một chút thì em sẽ hiểu rõ. Nè, hãy ngủ sớm đi. Chị chỉ biết để Tôn đại ca thôi, còn em sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Em biết rằng cha em cũng như vậy. Thằng bé ngốc thiệt. Buda, là cô. Nửa đêm nữa hôm mát rồi hả? Đồ cốc nhái. Ta nhất định phải lấy con ai hoàng này. Tới chừng đó thì mỗi ngày gặp nhau, một cũng tướng công, hai cũng tướng công, để coi thử cô có bị phiền phức hay không hả? Wow, da thịt cô ta mịn màng quá hả? Như vậy phải chào hay nấu đây hả? Mấy người cũng có dân tính mà. Nếu đem cô ta bán cái thanh lâu thượng quá đi, hay là làm nô lệ cho chính mình đi, để cho cô ta làm ngày làm đêm cho đến chết mới thôi. Ê, sợ chưa? Đúng, nói hay lắm. Bắt về làm áp trại phu nhân nha, để chúng ta cùng nhau thay phiên hưởng dụng. Hả? Anh ta là Tôn Tẩn. Tôn Tẩn? Tôi biết, anh ta là Tôn công tử của Tây Quốc đó. Đúng rồi. Nhưng mà anh ta là một người tối ngày chỉ lo ham chơi, và còn là một người vô tình, thì làm sao mà anh ta cứu cô được? Không phải gì đâu, tuy anh ta bên ngoài giống như anh vừa mới nói, thật ra anh ta cũng là người có chính nghĩa, nhất định sẽ thấy chết mà không cứu. Đừng có vào phòng nô nữa. Không ngờ trong lòng của cô cũng nghĩ tôi là quân tử à. Thank you.
đó. Ê, sao cô dậy sớm quá vậy? Tiểu Hóa, có thấy người nào đi ngang qua đây không? Không, đâu có thấy. Thiếu gia, anh thật không muốn gặp cô ta hả? Không đâu cô nương, thật là nhớ anh lắm đó. Lúc đầu tôi đã phụ bạc cổ, tôi đã dùng cổ để cá trận. Bây giờ tôi không còn mặt mũi gặp cổ. Nhưng mà cô ta đâu có còn giận anh nữa đâu. Lần này cô ta trở về đây không gặp được anh sẽ thất vọng đó. Ý trời thôi. Chắc có lẽ giữa tôi và cổ có duyên không phận. Thiếu gia à, đừng nói nữa. Ờ nè, tại sao Tây Quốc có biến đổi lớn vậy? Có rất nhiều chuyện mà anh không biết. Từ lúc vua Băng Hà thái tử lên cái vị á, thì người đã hoàn toàn biến đổi, không giống tác phong của cha mà còn hà khắc nữa. Lại gia tăng thuế má, hiếp đáp bá tánh, khiến cho toàn dân lầm than khốn khổ. Không lẽ trong triều đình không có một trung thần khuyên can hay sao? Lúc bắt đầu thì có, nhưng nếu không bị bắt giam á thì cũng bị đuổi đi, càng ngày càng lâu, cho nên không có ai dám khuyên can nữa. Không ngờ cơ nghiệp lớn của Tây Quốc bị cái tên hôn quân này làm quỷ đi. Thiếu gia, lúc trước anh cũng là một vị quan lớn ở trong triều, lần này anh trở về có phải là... Thiên hạ này có nhiều tranh chấp, tôi không muốn dính vào việc này. Nhưng mà... Tiểu Hóa, có chuyện gì vậy? Tôi và Điện Tướng Quân phải về lại triều quốc. Làm gì mà ra đi sớm vậy? Sao mở thêm vài ngày? Lần này là vì Điện Tướng Quân có sứ mạng tại Tề Quốc, với lại chúng tôi ở đây mất rất nhiều thời gian, cho nên anh ta phải về gấp để báo cáo. Là Điện Tướng Quân phải về để báo cáo sứ mạng, nhưng không phải là cô. Cô có thể ở thêm vài ngày nữa mà. Những lời Tôn đại ca đã nói lúc trước, làm sao tôi không tuân theo được? Thiếu gia này thiệt. Tiểu Hóa, cái này không phải là của Tôn đại ca sao? Phải. 3 năm trước khi thiếu gia ra đi, nói là làm lại cuộc đời, cho nên không có mang chúng đi theo. Anh ấy không có giấy thư về nhà? Thật tình là không có. Tiểu Hóa, những cái này có thể tặng cho tôi không? Cô hãy giữ nó đi. Thời gian không còn sớm, chúng tôi phải lên đường. Nếu nhìn có tin tức gì của Tôn đại ca, hãy cho tôi biết nha. Ừ. Sau khi Nhiêu Quán Nương biết được cái chết của cha có liên quan đến Bàn Quyền, đã mang bệnh mất trí, không còn nói chuyện với người khác được nữa. Trong thời gian dài chữa trị, Bàn Quyền biết được một thần y. Không mà cực nhọc, Bàn Quyền mang vợ đi cầu y. Tề Quốc. Ê, đi ra đi, đi ra đi mà. Đi ra đi, không có coi nữa, đi ra đi. Đi đi, đi ra đi. Tôi đến đây để kiếm đại phu. Người vợ của tại hạ mang một chứng bệnh kỳ quái, một thời gian dài chưa có nói chuyện với người khác, giả lại không nhận ra người nào cả. Đã nghe danh của đại phu y thuật cao minh, cho nên hy vọng đại phu có thể chữa giùm cho. Xin hỏi vị công tử này, phu nhân của ông lúc gần đây có bị đả kích cái gì không? Hả? Vợ của tại hạ trong lúc không được cẩn thận, cho nên mất đi bào thai trong bụng. Ồ, coi qua mạch của phu nhân có sự xáo trộn, cặp mắt vô thần, hơi thở dồn dập, có tâm sự gì khó quên.
như là có chuyện uất ức gì không quên được. Ta nghĩ là không phải chỉ do cái bào thai ở trong bụng tạo nên thôi đâu. À, nếu như công tử cảm thấy không có tiện nói ra thì thôi bỏ đi. Xin hỏi đại phu, căn bệnh của vợ tôi có thể chữa được hay không? Ê, bệnh tim thì phải có thuốc chữa tim. Nhưng mà ông không cần phải lo lắng, ta sẽ cho một thang thuốc là thuốc an thần bổ khí. Từ nay phải coi chừng bà cẩn thận, đừng để cho bà bị kích động nữa. Cảm ơn đại phu. Không cần khách sáo, tôi còn phải lên đường. Đúng rồi, đại phu lên đường gấp như vậy có phải là đi xa hay không? Nhìn cách ăn mặc của công tử thì chắc là không phải dân bản xứ hả? Không sai. Như vậy thì ông có nhận thấy bá tánh của chúng tôi ở chỗ này đang chuẩn bị bỏ nhà ra đi hay không hả? Có. Tại sao lại vậy? Nếu như có trách thì trách Tân Dương. Ổng chỉ mới lên ngôi đã hà khắc như hổ, sưu cao thuế nặng, còn bắt trai tráng sửa thành trì, xâm chiếm lục quốc, cứ chinh chiến liên miên như vậy, không lẽ bá tánh phải chịu chết ở chỗ này hay sao chứ? Sự việc đại dương tề tuyên dương các người lên ngôi thì tại hạ này cũng có nghe qua, nhưng không ngờ tình hình lại nghiêm trọng như vậy. Tiền đế giống còn một vị công tử nữa, nhưng tiếc là chỉ là nhị thái tử thôi. Nếu tính theo thứ tự thì còn chưa tới phiền ổng đâu. Như lời đại phu vừa nói thì đại dương của ông không làm gì lòng dân phải không? Nếu như nhị thái tử đăng vị thì tốt biết bao, nhưng thiệt đáng tiếc ổng là người không có quyền lại không có thế. Tề quốc đã kết thúc rồi, Tề quốc đã bị kết thúc rồi. Bạn tướng quân, lần này tướng quân tới Tề quốc của chúng tôi, ngoài sứ mạng ra hình như là còn có việc gì khác nữa. Nếu như có chuyện gì cần ta giúp đỡ thì ta nhất định hết lòng bẩm lại với hoàng huynh. Nhị thái tử, người đã sai rồi. Nhưng không đúng, đúng lý ra phải kêu người là nhị dương gia mới đúng chứ. Lần này tôi đến là việc của đại dương quý quốc, nhưng còn một việc tôi không tiện nói ra với đại dương. Ý của người thế nào hả? Khi tôi tới Tề quốc, dọc đường tôi đã nghe không ít những lời bá tánh của quý quốc đã khen tặng nhị dương gia. Nếu như Tề quốc mà do nơi người quản trị thì thiệt là tốt biết bao. Câm miệng! Người có biết nếu phạm tội khi quân phạm thượng sẽ bị xử chém đó? Tôi đã có khi quân phạm thượng, hơn nữa tôi đâu phải là người của Tề quốc. Tôi chỉ nói ra những gì mà bá tánh của quý quốc nói ra mà thôi. Từ lúc mà hoàng huynh kế vị đã hăng say vì nước, tuy là chính sách hơi nghiêm khắc nhưng tuyệt đối không phải là một vị vua không tốt. Những lời nói này mà nói trước mặt của dương huynh của người thì rất là hữu dụng, nhưng mà trước mặt tôi mà nói thì người rõ ràng là gạt chính mình. Nếu ngươi còn ăn nói bừa bãi thì ta nhất định sẽ gán tội chết cho ngươi. Không sai, tôi đích thực rất sợ chết, nhưng mà cái chết của tôi không phải chết vì chính mình. Tôi phải lo lắng tương lai tồn tại của bá tánh của người quốc mà thôi. Anh của người bản tánh tàn bạo, muốn lập công nhiều thì năm nào cũng liên tục chinh chiến, đừng nói người quốc chúng tôi thì cả nước khác cũng khó mà tránh được. Luôn cả bá tánh của Tề quốc cũng không có ngày nào được sống yên vui cả. Mong người hãy nghĩ lại đi. Ý của người là cán nước muốn tấn công nước Tề của ta là chuyện không tránh được hay sao? Khai hay không khai chiến đều do trong bàn tay của mọi người. Nhị dương gia người có lòng nhân hậu, lẽ nào người lại không muốn làm con người đó chứ? Người cả gan ly gián huynh đệ của chúng tôi. Trong lòng của người có lẽ là có người dương huynh này, nhưng mà dưới chân ông ta thì hoàn toàn ông ta không coi người là nhị dương đệ đâu. Hôm nay ta chỉ coi như là người uống rượu ăn nói bừa bãi thôi, tạm thời không tính toán với người. Người lập tức rời khỏi chỗ này. Nếu còn thốt lời sỉ nhục tới hoàng huynh của ta, ta nhất định không khách sáo với người đâu. Tôi vẫn luôn tưởng rằng nhị dương gia là người làm việc đại sự, té ra là người không có gan như vậy. Chỉ nghĩ là lần này bằng nguyên đến sai rồi, xin cáo từ. Có lý lắm, rất có lý. Ngươi tặng lấy vật này cho ta, ta rất là dữ. Việc đại dương đang ngồi kế vị là một việc vui của thiên hạ, hơn nữa ngụy tề hai nước chúng ta ở gần bên nhau, lễ vật này bất thành kính ý. Về bẩm lại với đại dương của ngươi, bản dương ta
cảm thấy rất vui. Nếu sau này Ngụy Quốc có xảy ra chiến tranh với các nước khác, ta nhất định sẽ xuất binh tương trợ. Rất cảm ơn lòng tốt của đại dương, nhưng với việc này không cần sự lo lắng của đại dương, là tại vì nhị dương gia đã nhận lời tôi rồi. Nhị đệ của ta đã nhận lời gì? Nhị dương gia nói tuy là binh mã do đại dương quản lý, nhưng lúc trước có nhiều lão tướng quân cùng với nhị dương gia có tình cảm rất tốt, cho nên nếu như Ngụy Quốc của chúng tôi gặp bất cứ khó khăn nào, ông ta cũng đều có thể xuất binh trợ giúp mà giải nguy cho chúng tôi đó. Hắn nói vậy thật sao? Đại dương có một người em như vậy, có thể chia sẻ việc triều đình với đại dương, đó là một việc rất đáng mừng và đáng kính. Đại dương à, uống đi đại dương. Nhị đệ, hôm nay trẫm triệu ngươi nhập cung là để cho ngươi hưởng trăng hoa mây gió. Tại sao nhị đệ hình như là có vẻ bất an vậy? Có phải có việc gì muốn giấu trẫm hay không? Thần không dám. Chỉ là trong phủ của thần còn có chút việc nhỏ còn chưa có làm xong. Không biết là hoàng huynh triệu kiến thần tới đây là có chuyện gì muốn thương lượng hả? Ta thật sự có điều muốn thương lượng với hoàng đệ. Thần lúc nào cũng sẵn sàng chia sẻ với đại dương. Hoàng đệ, nếu trong triều có người giống như hoàng đệ văn võ song toàn thì trẫm đây được yên tâm. Nhưng mà hôm nay trẫm kêu đệ tới là vì có việc cần phải thương lượng với đệ. Vì lão tướng quân và hàng lão tướng quân lúc nào cũng đóng giữ tại kinh thành, lần này đại dương đổi họ ra biên cương, hơn nữa còn đem tất cả tướng sĩ của Tiết tướng quân giao cho Hà lão tướng quân thay thế. Hoàng đệ, để vì ba lão tướng quân đó mà biện hộ, như vậy có đáng hay không? Hoàng huynh xin đừng có hiểu lầm, thần chỉ nhận thấy rằng ba vị tướng quân này lúc nào cũng tận tâm với chức vụ của mình, và cũng đã giúp cho Tiền Dương lập không biết bao nhiêu là công lớn. Sự điều chỉnh lần này thần sợ là... Sợ cái gì? Trẫm muốn để cho họ biết rõ, đừng có tưởng rằng đánh thắng được mấy trận là lộng quyền mưu lợi và không biết tự trọng bản thân mình. Tuy là trước kia bọn họ có sự quy hoàng, nhưng mà hôm nay thiên hạ đại quyền đều cho trẫm nắm hết. Ta biết rõ, bình thường để có qua lại mật thiết với họ có phải là có một chút gì nuối tiếc hay không? Đâu có chứ. Về chuyện thay đổi này, thần lập tức đi làm. Không cần. Mấy năm nay để giúp đỡ Điên Dương lo cho quân cơ đại sự cũng rất cực khổ, bây giờ đã tới lúc phải nghỉ ngơi. Cảm ơn đại dương. Bẩm cáo nhị dương gia, bàn tướng quân ở ngoài muốn cầu kiến. Ta không muốn gặp hắn, biểu hắn đi đi. Dạ. Khoan đã, cứ mời hắn vô đây coi thử hắn muốn nói cái gì. Tuân lệnh. Nhị dương gia, lâu lắm không được hành ngộ. Hôm nay người tới đây lại có chuyện gì hả? Cũng giống như lần trước, muốn người làm một vị vua tốt. Còn nhớ lần trước ta đã nói với người cái gì không hả? Nhưng mà một lần lại qua một lần, hoàng huynh của người đã không còn tin tưởng người nữa. Tại sao người biết? Việc đổi đi hàng gì, hai vị lão tướng quân, ta chỉ cần bỏ ra chút tiền là biết được chuyện này. Thật ra hoàng huynh của người làm chuyện này là có mục đích, muốn binh quyền của người bị giảm sút. Đó là việc riêng của bổn quốc, không liên quan tới người. Nhưng mà bên ngoài lòng dân phẫn nộ, bá tánh giảng tán khắp nơi, còn quân bị thì không đủ, giả lại binh sĩ luôn luôn chinh chiến. Cứ kéo dài mãi như vậy, người khốn khổ nhất đó là những bá tánh. Người nói nhiều làm gì? Có phải từ cơ huynh đệ của chúng tôi bất hòa, rồi đem quân xâm phạm tài quốc của chúng tôi? Nếu như hoàng huynh của người là một vị vua tốt, thì ta sẽ không tỏ ra những điều đó. Thực ra mục đích của ta lần này đến đây chỉ có một kiến nghị nho nhỏ. Ta có thể cho mượn 30 vạn đại quân, đợi tới khi ông được toàn quyền, thì Ngụy Tề hai nước chúng ta cùng chung kết mình, tới khi đó sẽ không sợ lục quốc tái xâm chiếm chúng ta. Tại sao ta phải tin người? Nếu như người không tin tưởng nơi ta, thì Tây quốc sẽ bị tiêu diệt trong sự nắm quyền của hoàng huynh người. Chắc người không muốn chính mắt nhìn thấy cơ nghiệp của Tiền Dương sáng lập bị tiêu tàn chứ?
Nếu như chúng ta hợp tác, ngươi định làm sao hả? Tôi sẽ lập tức về lại Ngụy Quốc và tập hợp binh mã. Nửa tháng sau đích thân tôi sẽ dẫn đầu đại quân tới đây. Tới lúc đó thì người hãy mở rộng cánh cửa và đón tiếp chúng ta sẽ cùng hợp tác. Khoan đã, ta cần thời gian để suy nghĩ. Nhị Dương gia, phải coi trọng việc quân. Hoàng huynh của người lần này đã giảm sút quân quyền của người, thì khó mà đảm bảo một ngày nào đó sẽ đưa người vào chốn lao tù. Ta biết người còn phân vân là vì tình nghĩa huynh đệ, nhưng tại sao người không hỏi thử bá tánh bên ngoài hoàng huynh của người có phải là một vị vua tốt hay không, thì lúc đó mới lật đổ ông ta. Đó là việc làm mà dân chúng mong muốn. Nhưng mà người không cần phải suy nghĩ nữa, ta phải về chuẩn bị. Nửa tháng sau chúng ta cùng cải tổ triều đình. Bà Nguyên, làm như vậy chứng minh ông ta có một dụng ý khác đó. Cái này ta biết, nhưng mà bá tánh thiên hạ đời sống gần đây quá thực là cơ cực lầm than. Tha thứ cho thuộc hạ cả gan, câu chuyện lần này á đã làm ra những cái sự toán loạn như vậy đều do một mình Đại Dương. Cải đổi triều chính đó là việc đúng, nhưng tuyệt đối không thể hợp tác với Ngụy Quốc được. Nếu không á thì nước của ta vĩnh viễn sẽ bị kiềm chế bởi Ngụy Quốc. Nhưng dựa vào sức của một mình ta, làm sao khôi phục giang sơn đi? Trong lòng của thuộc hạ có một người có thể giúp đỡ được Nhị Dương gia. Là người nào vậy? Người đó là bảnh tướng của triều trước, hậu nhân của Tôn Võ, là một đại binh pháp gia. Tôn Tẩn? Nhi bất hiếu đã không ở bên cạnh mẹ để săn sóc cho mẹ, để căn bệnh của mẹ bất trị, không thể sống lâu trăm tuổi. Thậm chí khi mẹ qua đời con cũng không được an táng. Con thì bất hiếu. Cha, cha yên tâm, sau khi ta trải qua nhiều sự việc, bây giờ con đã trưởng thành rồi, không còn giống như hồi trước sống buông trôi nữa, khiến cha mẹ lo lắng. Hài Nhi xin hứa nhất định sẽ làm lại từ đầu để mang lại vinh quang cho Tôn gia, không làm phụ lòng tổ tiên và kỳ vọng của cha mẹ. Tôn Tẩn, Nhị Dương gia. Nhị Dương gia, đích thân người kiếm tôi, nhất định là có chuyện quan trọng. Không sai, chuyện này có liên quan tới hưng vong của Tề Quốc, hạnh phúc của bá tánh thiên hạ và niềm hy vọng của toàn dân. Tôn Tẩn chỉ là một kẻ tầm thường, vô đức vô năng. Tổ tiên của ngươi là Tôn Võ, là một đại binh gia nổi tiếng, thông hiểu binh pháp, nhất định truyền lại cho hậu nhân. Ngươi là đời sau của Tôn Võ, bổn cung lúc nào cũng kính trọng người, hơn nữa rất có lòng tin với người. Chuyện này nhất định sẽ được thành công. Không biết Nhị Dương gia có ngụ ý gì? Ta tin rằng ngươi lần này về nước đã nhìn thấy tình hình của Tề Quốc không còn giống như là lúc xưa nữa. Nhớ năm xưa Phụng Hoàng còn sống, nước Tề quốc phú dân cường, kỷ luật nghiêm minh, trên dưới một lòng. Ngoài ra lục quốc không dám khinh khi chúng ta. Nhưng Tề quốc hôm nay đã bị tán loạn, quốc khố trống rỗng. Tuy đã không ngừng chiêu binh mãi mã, nhưng mà luôn luôn bị bại trận, chỉ còn lại thương binh và ngựa què. Tề quốc đã lâm vào cảnh suy vong. Nếu không chấn cương triều chính thì nhất định sẽ bị các nước khác tiêu diệt. Ý của Nhị Dương gia là Tề quốc đã lâm vào cảnh suy vong, còn triều chính thì đã bị rối loạn, lão bá tánh thì lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng, tiếng than quán vang khắp nơi, chỉ trông cậy một mình người. Nhị Dương gia, Đương Kim Đại Dương là bà huynh của người mà. Ta mạo hiểm tới đây gặp người,
thì đã không sợ chết nữa. Đại dương đam mê tửu sắc, y đã không còn thuốc chữa. Vì muốn Tây Quốc được phú cường, dân chúng được an cư lạc nghiệp, ta đã không còn con đường nào để mà lựa chọn. Tôn Tận, coi như là vì quốc gia mà giúp đỡ cho ta đi hả? Nhị Dương gia, xin đừng nói những lời này. Đương kim đại vương được nhiều người kính trọng, nếu như hành vi bất trung bất nghĩa thì toàn gia sẽ bị chém đầu. Mong nhị Dương gia nói chuyện cẩn thận. Nhưng mà... Ê, Dương gia, không cần nói nữa. Tôn Tận chỉ là một người dân bình thường, sống đời bình dị, không màng chính trị. Cảm ơn Dương gia nghĩ tới tại hạ, nhưng mà tại hạ vô năng vô lực, đành phụ lòng kỳ vọng của Dương gia. Nha, không ngờ Tôn Tẩn lần này trở về, con người đã thay đổi, không còn đại trí giống như lúc xưa nữa. Gia thế tôn gia của anh ta rất là trung lương, đã được hậu đãi của Tiên Dương. Nếu như nhị Dương gia đi thêm một lần nữa thì có thể anh ta đổi ý. Không được nữa đâu. Khi nãy ta đã nhìn thấy quyết tâm của hắn. Hơn nữa, chuyện mà chúng tôi nói là một chuyện làm phản. Nếu như mà hắn đã không đồng ý thì không nên miễn cưỡng hắn. Chẳng lẽ nào vận mạng của Tây Quốc chúng ta tới đây là kết thúc hay sao chứ? Hy vọng duy nhất của ta là phải chờ vào nửa tháng sau, coi bàn quyền xử thế nào. Thiếu gia, uống trà. Thiếu gia, nhị Dương gia hôm nay tìm anh có việc gì vậy hả? Không gì, chỉ là việc thường thôi. Thật ra tôi cũng đã biết. Người đã biết? Nhị Dương gia gặp anh để nhờ anh giúp đỡ, để ngăn chặn sự thi hành biện pháp của đương kim đại dương. Tiểu hả? Đừng nói bừa bãi, nếu có người nghe được sẽ bị chém đầu đó. Việc nhị Dương gia muốn lật đổ đại dương, việc này có rất nhiều người biết đến. Các bá tánh là cũng mong muốn việc này được sớm thực hiện. Thiếu gia, anh mới giờ cho nên không biết đó thôi. Thì có việc này à? Ừ. Nếu như thiếu gia không tin đó thì ra thử ngoài đi. Các bá tánh này cũng sống trong sự khốn khổ lầm than. Tất cả mọi người đều hy vọng sẽ có một người hiền đức để cứu giúp, để giúp đỡ cho quốc gia này. Thiếu gia, anh có thể giúp cho nhị Dương gia mà. Tôi xin ủng hộ thiếu gia. Tiểu hả? Đừng có ăn nói bừa bãi vậy. Hãy cẩn thận tay vết mạnh rừng. Chỗ này là chỗ của mình, sợ cái gì chứ? Ngươi không sợ bị chém đầu sao? Tôi không sợ. Nhưng mà ta sợ. Nếu như còn coi ta là thiếu gia, từ nay về sau đừng nói gì nữa. Dạ, thiếu gia. Còn nữa, hãy kêu hết tất cả người trong nhà ra, ta có chuyện nói với họ. Dạ, thiếu gia. Hôm nay kêu các người tới đây là có chuyện muốn tuyên bố. Cha mẹ của tôi đã qua đời, cho nên trong phủ này không cần người làm nữa. Số tiền trên tay các người cũng đủ cho các người sống cả một đời. Người có gia đình thì trở về nhà đoàn tụ, còn người độc thân thì hãy cưới vợ, lấy chồng. Tóm lại, các người không còn là người của Tôn gia nữa. Nếu Tôn gia có xảy ra chuyện gì cũng không có liên quan tới các người. Bây giờ các người có thể đi. Tốt quá, lần này có thể trở về quê đoàn tụ rồi. Tôi cũng có thể về quê để cưới vợ. Ê, tiểu hóa, thiếu gia cho huynh nhiều tiền như vậy, cưới ba con vợ cũng được mà, sao lại buồn? Tôi không biết tại sao lại bắt chúng mình phải ra đi chứ. Thiếu gia đã cho tiền tụi mình nhiều như vậy thì đâu có việc gì nữa. Thiếu gia, bảo trọng. Tiểu hóa, sao còn chưa đi? Thiếu gia, có phải là tiểu hóa nói sai gì không? Sao thiếu gia lại đuổi tôi đi chứ? Nếu như là vậy thì tiểu hóa xin lỗi. Tiểu hóa vô dụng, tiểu hóa nhiều chuyện, tiểu hóa miệng mớp. Tiểu hóa, đừng làm vậy. Thiếu gia, đừng đuổi tôi đi nha. Có buổi tiệc nào mà không tàn chứ? Từ nay trở đi, đừng gọi ta là thiếu gia nữa.
Thiếu gia, Tiểu Hạ lúc nào cũng phụng sự bên cạnh người, rất tôn kính thiếu gia mà. Tiểu Hạ đã nói những lời gì sai? Đến cả tiếng thiếu gia còn kêu không được nữa. Tiểu Hạ, đứng dậy đi. Ý của ta không phải vậy. Tuy người là một người làm, nhưng mà chúng ta sống với nhau từ nhỏ tới lớn. Ta coi người giống như là anh em vậy. Cho nên không cần phải kêu ta là thiếu gia nữa. Sau này sẽ còn có dịp gặp nhau mà. Ừ. Nè, có thể giúp ta chuyện này không? Được, thiếu gia nói đi. Chuyện gì? Ngươi hãy đem miếng ngọc này đưa cho Hồng Nô. Dạ thiếu gia, tôi nhất định làm được. Tông đại ca kia mang miếng ngọc này đến cho tôi, còn nói gì nữa không? Không nói gì cả. Có phải Tông huynh đã cho mọi người trong phủ đi hết hay không? Đúng vậy. Tại sao đột nhiên anh ta làm như vậy? Tôi cũng không hiểu rõ được. Nhưng mà từ khi Nhị Dương gia lại kiếp thiếu gia, và sau đó thiếu gia làm như vậy đó. Nhị Dương gia? Như vậy thì anh có biết Nhị Dương gia tính toán như gì không? Tôi không biết rõ. Tôi nghe nói Tề Quốc sẽ bị nội loạn, có thể là liên quan tới việc này. Đúng, nhất định là như vậy. Đại nhân, chị à, chị kiếm cha em hả? Phải, có biết người ở đâu không? Cha em nói là đang ở ngoài để chuẩn bị số đồ gì đó. Nếu như chị muốn kiếm ổng thì cứ ra ngoài. Được rồi. Điền đại nhân. Ờ. Anh đi hả? À, cái xe ngựa này là tặng cho cô đó. Anh đã đoán được ý của Tôn đại ca hả? Thì ra cô đã đoán được hả? Tôn đại ca một lòng vì nước, không muốn liên lụy đến người khác, nên đã cho các người làm trong phủ về quê. Thật ra cô làm như vậy tôi nghĩ là cô làm rất đúng. Giống như là hôm nay Tôn Tẩn nhiều quốc gia mà mạo hiểm, không muốn làm tổn thương tới người khác. Điều này rất là đáng quý. Hèn chi cô đối với anh ta có tình cảm sâu đậm như vậy. Phải rồi, người của tôi sẽ bảo vệ cho cô tới khi gặp được Tôn Tẩn. Cảm ơn Điền tướng quân. Đừng khách sáo, nhưng mà cô nên nhớ, bất cứ lúc nào cô và anh ta cũng có thể trở về thăm chúng tôi. Tôi nhất định sẽ về thăm anh và Khang Nhi. Được rồi, không còn thời gian nữa, cô lên đường đi. Ừ. Hồng Nô, cô đừng có lo lắng, thiếu gia không có gì đâu. Nhanh lên chút. Đoạn đường này đi rất là gập ghềnh, tôi sợ là cô nương không được khỏe thôi. Không sao đâu, tôi chỉ muốn tới nơi sớm. Vậy thì cô ngồi vững nha. Dạ. Đại Dư. Ê, Nhi Đệ, đang gọi ta hả? Bẩm Đại Dư, hôm nay Triệu Tứ Đệ vào cung, không biết là có chuyện gì quan trọng. Nhi Đệ, đã lâu mình không gặp, hôm nay kêu đệ tới là để uống rượu trò chuyện và cùng nhau hưởng lạc mà. Nè, uống đi. Nè, Nhi Đệ, ta có nghe là gần đây Nhi Đệ đối với bản Dương hình như có chuyện gì hả? Đại Dư, tuyệt đối không có chuyện này. Nhi Đệ, chúng ta là anh em với nhau mà, có chuyện gì thì nói thẳng đi. Nếu như là có lý thì trẫm đây sẽ phê chuẩn, đừng có nên để người ta đồn đãi tầm bậy nha. Hả? Nếu đại dương đã nói như vậy thì tiểu đệ không ngại nói thẳng ra. Tin rằng đại dương cũng biết các bá tánh bên ngoài đời sống đèn tối, cực khổ lầm than. Trong triều thì cường chỉ rối loạn, các đại thần thì quán trách gian trời, chinh chiến liên miên, tam quân nguyên khí đã bị tổn thương nặng nề, còn ngân khố thì bị trống rỗng. Theo như lời của nhị đệ nói thì trẫm đây không biết trị quốc có phải không? Thần không dám, nhưng lời nói của thần tất cả đều là sự thật. Các người nói đi. Thừa tướng,
Khanh là thừa tướng của bổn quốc, Khanh đã giúp cho trẫm cai trị quốc gia, đã lừa gạt trẫm không coi trọng sự thật, đó là bất trung. Khanh nói đi. Đại Dương quả đón anh mình coi dân như con, lại chịu nghe những lời khuyên bảo, tuyệt đối không phải là có sự quản lý không tốt. Hơn nữa, nước ta kỷ luật nghiêm khắc, ngân khố đầy đủ, ba tánh đối với Đại Dương có những lời khen tặng không ngừng. Lúc nãy những lời nhị nhân gia đã nói đó, không phải là sự thật. Các người hãy nói mau, lời của thừa tướng nói có phải thật không? Đại Dương anh minh, sự thống trị của Đại Dương là phước đức của vạn dân. Nhị đệ, đệ đã nghe chưa? Nếu như Đại Dương đã không muốn nghe những lời nói này, thì cần gì phải làm như vậy? Mời tất cả đại thần nhập triều để mà nghe lời nói của Đại Dương. Ta muốn nhắc tới một người, hắn ta đã phản bội trẫm, bí mật mưu kế tạo phản. Nhị đệ, ta một lòng không bạc đãi người, nhưng ngươi lại phản bội ta và muốn giết chết ta. Đại Dương, thần chỉ là không đồng ý hành vi của Đại Dương thôi, tuyệt đối không có ý phản bội lại Đại Dương. Mong Đại Dương mình dám. Đại Dương, còn không chịu nhận tội? Trẫm có thể tìm ra một người nhân chứng để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Ngươi đâu? Kẻ hèn Tôn Tẩn bái kiến Đại Dương. Tôn Khanh, có trẫm ở đây Khanh không cần phải sợ gì hết. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Thần không phải sợ sệt, nhưng mà mấy ngày trước đây thần bệnh phong hàn, trong người có bệnh, cho nên giọng nói bị khan. Mong Đại Dương tha lỗi cho. Thì ra là vậy à. Nhị Dương gia đã từng gặp qua người và có mật kế không cho người khác biết, có phải không? Ông ta... Thế nào, Khanh không sao chứ? Bẩm Đại Dương, không sao. Vậy thì Khanh nói tiếp đi. Dạ. Nhị Dương gia, ông ta... Khanh hãy bước gần qua đây, nói cho trẫm nghe. Dạ. Phan Chí Khang, để ta hỏi tội hắn đã. Mở cửa. Dạ. Ta muốn một mình hỏi cùng hắn. Các người trở ra trước đi. Dạ. Ân công, xin ân công nhận ta một lạy. Dương gia, đứng dậy. Tôn Tẩn không dám đâu. Hôm đó Tôn tiên sinh ra tay cứu Tiểu Dương trong lúc sắp bị tuyệt mạng. Tiểu Dương nghĩ rằng người đã không màng tới quốc gia đại sự, thì không ngờ Tôn tiên sinh với một lòng nhiệt thành yêu nước, một tấm lòng son, đã nghĩ tới tài quốc của chúng ta. Lúc đó tôi không nhận lời với ông là bởi vì không muốn gây nên sự bội chiến. Nếu để cho các nước khác biết sự bất hòa giữa hai anh em, thì họ sẽ thừa cơ xâm chiếm nước ta. Tôn tiên sinh suy nghĩ thiệt là chu đáo. Bất cứ người nào thành công hay thất bại, kẻ đau khổ là Hoàng Thái Hậu. Hai đứa con mình đấu nhau, kẻ làm mẹ phải nghĩ sao đây? Tôn tiên sinh, ngươi còn nghĩ tới chuyện này? Ngươi đã giúp cho quốc gia, còn giúp cho gia đình chúng tôi nữa. Nhưng mà hậu quả sau này Tôn tiên sinh phải gánh tội giết vua. Tôi đã giải tán tất cả người làm, chỉ còn lại một mình tôi. Sống hay chết có quan hệ gì chứ? Không được, ta quyết không để cho người chết. Người không những là đại ân nhân của ta, hơn nữa Tây quốc đang cần những người trung thành như Tôn tiên sinh để mà giúp đỡ cho quốc gia. Đại Dương mới vừa bị tôi giết, nếu như người trọng dụng tôi sẽ có lời đồn đãi không tốt. Không có đâu, hoàng huynh của ta là một kẻ bất nghĩa, thần dân đều biết. Ta không sợ. Tuy Đại Dương đã chết, nhưng mà dây cánh của ông ta vẫn còn. Nếu như Dương gia mượn chuyện này để công phá người, chỉ e sẽ xảy ra một trận ác chiến khác. Được. Đợi lúc ta được đăng vị, ta nhất định sẽ không tha cho đám gian thần này
giết sạch không còn tên nào. Chừng đó sẽ mời Tôn tiên sinh về giúp đỡ chấn cương triều chánh, cải cách quốc gia, an lạc dân sinh. Nhị Dương gia rất có chí khí, nhất định sau này sẽ là một minh quân, là phước lớn cho bá tánh. Còn 7 ngày nữa Tề quốc sẽ thuộc về Ngụy quốc. Tướng quân, đại sự bất ổn. Có gì thì nói mau. Tài quốc Tài Tuyên Dương đã bị giết hại, bây giờ do nhị thái tử thừa kế đương vị. Tại sao lại vậy? Việc này đích thực là đúng hay không? Tướng quân, tiểu nhân đã thăm dò rõ ràng, điều đó không sai. Người giết hại Tề Dương là ai? Tôn Tẩn. Tôn Tẩn? Anh ta đã mất tung tích 2-3 năm nay rồi, tại sao lại xuất hiện? Tướng quân, còn việc chúng ta dẫn mình đi đánh Tài quốc, Tề Dương đã chết rồi, thì nhị thái tử đâu cần ta đâu. Hãy truyền lệnh xuống, tất cả lui. Dạ. Lại là Tôn Tẩn. Tại vì sao hắn lại khắc tinh trong số mạng của ta? Lúc mà Hồng Nô rời khỏi Ngụy quốc, tôi thì không hiểu trong lòng của ta nghĩ gì. Bây giờ tôi rời quê hương để tha phương, có nhà mà không ở được. Bây giờ tôi mới hiểu được nỗi niềm này. Lúc mà Hồng Nô rời khỏi Ngụy quốc, tôi thì không hiểu trong lòng của ta nghĩ gì. Bây giờ tôi rời quê hương để tha phương, có nhà mà không ở được. Bây giờ tôi mới hiểu được nỗi niềm này. Lần này vì chuyện của Tiểu Dương liên lụy tới Tôn tiên sinh, thật ra ta không có nguyện vọng gì, chỉ mong là ta có thể làm sao chấn hương triều chánh. Tới chừng đó thì có thể nghênh đón Tôn tiên sinh trở về cố quốc. Còn bây giờ thiết là quan ước cho người. Kể từ nay trách nhiệm gian sang đều do Dương gia đó. Ta nhất định tận hết sức của mình. Bảo trọng. Tôn tiên sinh, bảo trọng. Bảo trọng. Hồng Nô, Hồng Nô, có tin tức của thiếu gia rồi. Thiệt hả? Đang ở đâu? Nhị thái tử vừa mới đưa anh ta ra khỏi Tề quốc. Anh có biết anh ta đi đâu không? Tôi không biết. Tuy là giờ này mình không biết thiếu gia đang ở đâu, nhưng biết anh ta bình yên vô sự cũng là một chuyện tốt. Hai người đã trải qua nhiều phong ba, nhưng mà trong lòng vẫn nhớ nhung lẫn nhau. Tôi nghĩ một ngày nào đó hai người sẽ được tương hợp với nhau. Nếu có khó khăn gấp mấy, tôi nhất định phải tìm kiếm anh ta. Ngụy quốc
Tần Quốc tự nhận rằng có cách dùng binh lính, cho nên họ đã hăng say giúp nước. Tần Hiếu Công càng có giả tâm hơn và muốn chiếm luôn 6 quốc gia khác. Ban Nguyên thừa cơ thượng tấn và muốn lấy lại tất cả của Tần Quốc. Từ lúc Quán Nương đã mắc phải căn bệnh này thì không còn trò chuyện với người khác được nữa. Ban Nguyên phải chịu một thời gian dài cực khổ, ngoài ra phải tự tay đút cơm, nếu không thì không có chịu ăn uống bất cứ thức ăn gì. Ban Nguyên phải săn sóc cho nàng, khi xuất chinh cũng phải mang nàng bên cạnh. Sau khi việc này truyền ra thì mọi người ai nấy cũng đều khen tặng Ban Nguyên là một người có tình có nghĩa. Nhưng à, phải ăn một ít đi, không ăn thì làm sao được chứ. Ăn một ít đi nha. Cô hãy ra ngoài trước để ta. Dạ. Phu nhân, em hãy ăn một ít đi. Đã mấy ngày rồi em không ăn gì hết. Nè phu nhân, phu nhân, nếu như trong lòng của em có gì không được vui, có gì oán hận thì hãy nói ra đi, thậm chí hét lời cũng được. Phu nhân đừng có giống như bây giờ, một lời gì cũng không chịu nói. Ta cầu xin em hãy ăn một chút đi. Nè, hãy ăn đi. Thêm một chút nữa đi. Thêm một chút nữa. Đứng lại, qua bên kia gác đi. Mà lên. Họ lên. Nè qua đây. Nè, đem lên đây. Cái này. Bên này. Lên. Đoạn xong chưa? Đang xào. Đưa lên nha. Nè đem qua đây. Họ lên. Ăn được chưa? Người thanh niên này anh thiệt là may mắn đó nha. Vừa tới thôn thôi đã gặp những người bắt lính rồi. Đời người là vậy mà. Nếu như có việc gì xảy ra, cho dù muốn trốn cũng không thoát. À, nè nè nè, anh lại lật cả lẹ lên. Bây giờ nước nào đánh nước nào hả? Thì là Ngụy đánh tận đó. Vậy bây giờ chúng ta giúp bên nào đây hả? Hey, đây là đại đệ của Ngụy Quốc, thì đương nhiên phải giúp Ngụy Quốc rồi. Thì ra là giúp Ngụy Quốc hả? Nè, làm mau đi. Mau lên. Báo cáo tướng quân, tình hình thế nào? Quân Tiên Phong bị thương nặng nề, quân Tây Quốc càng lúc càng gần. Như là đồ ăn hại. Hãy theo ta. Dạ. Mở lên. Bàn Nguyên. Thank you.
Hoàng Nguyên xuất chiến Tần Quốc, nhưng quân Tần đã chuẩn bị trước. Hai bên sắp chiến dữ dội, rốt cuộc Hoàng Nguyên bị bao vây trong 3 tháng, lương thảo đã gần cạn sạch, tình thế đang lâm vào nguy kịch. Đã khuya lắm rồi, hãy vào trong nghỉ ngơi đi. Anh biết là em không muốn ở lại nơi này, nhưng mà anh cũng không có biện pháp. Quân ta đã bị quân Tần bao vây chặt chẽ, lẽ nào bằng quyền này bị thất bại như thế này? Dù đã sao đi nữa, anh nhất định phải dẫn em trở về Ngụy Quốc. Anh bảo đảm với em. Đi đâu vậy? Phu nhân. Có người chạy kìa. Có người chạy rồi kìa. Có người chạy kìa. Chặn nó lại. Chặn lại. Chặn lại nó lại. Bắt nó lại. Chặn nó lại. Chặn nó lại. Có người chạy. Chặn nó lại. Bắt nó lại. Lại. Tuần Tẩn. Bắt nó lại nó. Bắt nó lại. 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 Chặn lại. Cho nó chạy. Hàn Quốc. Phi cùng đã mang thư đến, giờ này Ngụy Tần vào chiến, Ngụy quân đã bị bao vây, chưa có thoát được vòng vây, đã đến lúc quân Yến lương thực cạn sạch. Trong khi thất thủ, nếu như Ngụy quân bại trận thì Ngụy sẽ vong mạng, bên Tần thuận thế sẽ lấy Lạc Dương và Ích Dương, kế đó tiến về hướng nam Hàn Quốc của ta. Nếu như muốn cứu thì hãy giải vây cho Ngụy quân trước. Các khanh gia thấy như thế nào hả? Theo tình thế hiện nay, binh lực của quân Tần rất là lớn, đích thực đã có giả tâm muốn tiêu diệt Lục Quốc. Nước Ngụy cũng là một đại quốc, nếu như bị bọn họ nuốt trộn thì tình thế giống như là nước bị dở đi, không thể không phòng bị. Những lời của thừa tướng đại nhân nói rất là đúng. Sau khi Tần tiêu diệt Ngụy thì quốc gia gần nhất là Hàn Quốc chúng ta, chỉ cần Tần quốc quay mũi nhọn thì chúng ta là mục đích. Trẫm cũng có cùng cảm nghĩ cùng hai khanh gia vừa nói, nhưng mà người để lại bức thư này đã không đề tên họ trong bản tre này, không biết là có mục đích gì. Thần có nghe qua Ngụy quốc có một mãnh tướng tên gọi là Bàn Quyền, rất thông hiểu về binh pháp, lần này dẫn binh đánh Tần quốc không muốn để lại tên họ, là vì ông sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới hoài phòng của Ngụy quốc. Bàn Quyền, ta cũng có nghe qua người này, lần này trận chiến Trường Kỳ của ông ta đã nắm chắc phần bại rồi, tuy là không tấn công được Tần nhưng có thể thủ thành được 3 tháng, như vậy cũng đủ giỏi lắm rồi. Nếu như cái này mà do chính ông ta nghĩ ra thì trong những binh pháp gia, ông ta là người tài trí xuất chúng nhất đó, sẽ không có người nào sánh được đâu. Như vậy chúng ta có cần xuất binh để giúp Ngụy quốc hay không? Như những lời trong bản trè đó, nếu như chúng ta không xuất binh cứu Ngụy thì lực lượng của Tần sẽ bất lợi cho chúng ta. Bây giờ chúng ta không cần lãng phí hơi sức nữa mà có thể kết giao với Ngụy quốc, như vậy không phải là một chuyện vui hay sao? Đại Dương anh minh. Sau khi trải qua sự thương nghị, Hàn Quốc quyết định xuất binh để giải vây cho quân Ngụy. Sau khi Tần xuất binh thì Bàn Quyên được mở cửa thành đón binh. Sau một trận đại nạn, Bàn Quyên đã may mắn thoát khỏi Ngụy quốc. Bàn tướng quân hãy nghe ban thưởng. Thần tiếp chỉ. Bàn khanh, tuy lần này không tiêu diệt được Tần quân, nhưng nhờ vào bức thư của khanh đã giải vây được cho 80,000 binh mã của chúng ta, mà còn làm cho Tần quân phải rút lui xa hơn 500 dặm, thật là một điều đáng quý đó. Thần vì nước xá thần, nếu có đầu rơi máu chảy đó là để báo hoàng ân. Bây giờ Tần quân thế lực yếu kém, nếu như muốn khôi phục lại cũng phải mất hết một thời gian. Điều mà làm cho bản vương đây vui mừng đó là có thể kết giao với Hàn Quốc, như vậy có lợi để hợp tác cùng nhau đánh nước khác. Tất cả cũng đều do hồng phúc của đại vương, thần không dám quy công cho mình.
Hay lắm. Bản Dương còn nghe nói trước khi xuất chinh, Khanh đã không quên săn sóc cho bệnh tình của vợ mình. Hành vi thương vợ như vậy trên thế gian này thật là hiếm có. Lần này Bản Dương tặng cho Khanh đất đai và 10 vạn lượng bạch ngân, gia phong làm tình nghĩa hầu để biểu dương lòng thương vợ của mình. Tạ ơn đại dương. Hôm nay đại dương phong anh là tình nghĩa hầu, em có vui mừng cho anh không? Ông ta còn nói anh giết giặc lập công. Thực là một người giết giặc có công. Anh biết bức thư đó là do Tôn Tận giết, vì trong thiên hạ này ngoài nó ra thì không còn ai có thể nghĩ ra một mưu kế tinh xảo như vậy. Anh thật là đố kỵ với hắn. Không ngờ mấy năm không gặp mà sự tu dưỡng binh pháp của hắn tiến bộ quá mức. Nhưng mà dù sao đi nữa, ta Bàn Nguyên không thể nào thua được. Sẽ có một ngày ta sẽ làm hắn bại trong tay của ta. Tôn huynh. Điền đại ca. Tôn huynh, chúc mừng huynh. Chỉ có mấy năm mà huynh đã trở thành một người hữu dụng, thật là đáng vui mừng. Số cuộc tôi đã hiểu tại sao anh lại yêu thích cây cỏ và ở trong sơn thủy này để mà ẩn cư. Thật ra trong mấy năm nay tôi dẫn cho người đi dò thăm tin tức của huynh, cho đến khi tôi biết được huynh đang ở chỗ này, tôi thật là không dám tưởng tượng. Lúc trước tôi đã cho anh một ấn tượng là sống quá buông thả, không có nghĩ tới tương lai. Người phi thường thì làm việc phi thường. Cử chỉ và hành động của huynh lúc nào cũng là một chuyện bất ngờ cho người khác. Tôi chỉ làm đúng theo lương tâm của mình thôi. Nếu như vậy, tại sao huynh lại không về thăm Hồng Nô? Bây giờ thì chưa đúng lúc. Ấy, tên vô đạo Tề Tuyên Dương mà huynh đã sát hại tại cung điện, Ngụy Tần đại chiến, họ đã bị bao vây gần 3 tháng. Có người đã bắn tên đưa thư, nói là mong Hàn Quốc xuất binh tương cứu. Chỉ là 2 việc này thôi đã nói rõ Tôn Tẩn bây giờ khác hẳn Tôn Tẩn ngày xưa. Anh cũng biết được à? Tuy là tôi không quen biết Bạn Nguyên, nhưng mà thân thế của ông ta tôi đã từng nghe qua. Cho dù ông ta đã tu dưỡng mấy năm nay cũng không thể nào làm được những chuyện như vậy. Tôn huynh, bây giờ huynh đã làm được những việc cần phải làm, đầu đội trời chân đạp đất, tại sao còn nhớ tới chuyện quá khứ ngày xưa chứ? Anh, nhưng rất tiếc khi em tới thì anh đã ra đi rồi. Ngày đó anh ra đi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Em biết, nhưng mà anh có biết không, Hồng Nô một thân ở tại Triệu Quốc. Có phải trong lòng của anh không còn Hồng Nô nữa không? Tại sao em nói vậy? Bây giờ không phải anh đến tìm em sao? Thật ra anh đã coi em như vợ của anh. Nếu không thì anh đâu có nhờ Tiểu Há đem miếng ngọc này cho em chứ. Cái đó làm sao tin được? Anh có thành ý cầu hôn với em. Từ nay trở đi chúng ta không xa nhau nữa. Anh làm vậy là cầu hôn đó hả? Hồng Nô đã nói rồi, nhất định phải có người mai mối. Nếu không, đừng hòng em gả cho anh. Danh phận thì anh nhất định cho em, nhưng mà bây giờ Tôn Tẩn không phải là một phú gia công tử nữa, mà chỉ là một người thanh bạch liêm khiết, trong người không còn tiền nữa. Nếu mà em theo anh, sau này sẽ khổ đó. Anh không phải là không biết, Hồng Nô từ nhỏ đã trưởng thành trong sự nghèo khó,
phú quý vinh hoa em thật không để trong lòng. Em chỉ mong muốn có một người chồng biết thương em trọn đời. Về việc này thì anh làm được, nhưng mà em phải nhận định vật của anh đi chứ. Thật hả? Huynh và Hồng Nô sẽ thành hôn? Phải. Vậy thì chúc mừng huynh. Còn có việc này muốn nhờ Điền đại ca giúp đỡ cho. Song thân của tôi và Hồng Nô đã qua đời, chúng tôi muốn mời Điền đại ca làm người chứng cho cuộc thành hôn này. Đương nhiên là không thành vấn đề, mình đã trở thành người một nhà rồi mà. Thật là ông trời không phụ lòng người. Thật ra lúc trước tôi quá bướng bỉnh, xem chút nữa là mất đi cơn duyên này. Tôn huynh, những gì mình đã trải qua thì mình cần phải nhớ kỹ. Tôi hy vọng từ đây về sau huynh đối với Hồng cô nương hết lòng hết dạ. Tôn Tẩn xin nghe theo lời của Điền đại ca. Nè, đã nói chưa? Đã nói rồi, Điền đại ca đã nhận lời. Thiệt làm phiền Điền tướng quân. Hay đừng khách sáo mà, tôi đã quen cô 3 năm rồi, tôi coi cô như là em gái của tôi vậy. Nếu việc này cô không nhờ tôi làm nhân chứng thì tôi sẽ không được vui đó. Nghĩ lại trong vòng 3 năm nay em thiệt đã làm phiền anh, trong lòng em thiệt khó chịu. À, hay là chúng ta kết nghĩa anh em đi, để sau này vợ chồng em có thể săn sóc cho anh, như vậy thì giữa chúng ta có thể lo lắng cho nhau. Hồng Nô, ý của em hay đó, chỉ là không biết Điền đại ca có chịu nhận hay không. Đương nhiên là tôi vui lắm, Khang Nhi có thêm một người tốt, nó nhất định sẽ vui mà. Hồng Nô xin lại Nghĩa huynh một lại. Không cần đa lễ, Nghĩa huynh không có vật gì quý giá. Đây là miếng phỉ thúy tặng cho muội. Cảm ơn Nghĩa huynh. Cho anh coi với. À, thì là xanh biết. Khang Nhi, chị Tâm đại ca. Ngoan. Khang Nhi, hôm nay chị nói cho em nghe một tin vui. Lúc nãy chị và cha của em đã cùng kết bái, từ nay về sau em mới gọi chị là cô đó. Giả lại chị gần kết hôn với Tôn đại ca rồi, sau này anh ấy là dưỡng của em. Em không muốn chị làm cô của em, em không muốn gả cho anh ấy. Khang Nhi, sau này Tôn đại ca cũng giống như là chị sẽ thương em mà. Tôi không muốn anh là dưỡng của tôi, anh cướp đi mẹ của tôi là người xấu, anh đi đi. Khang Nhi. Khang Nhi à, đừng có giận nữa, để Tôn đại ca chơi xúc xắc với em nha. Nè, em coi. Đoán thử coi trong này là cái gì. 1, 2, 3. Ý, Tôn đại ca, làm sao có thể làm được vậy? Dạy em đi. Em muốn học hả? Chỉ cần đem 3 cái dán lại nhau thì được rồi. Em coi nè, có phải không? Cuối cùng Tôn Tẩn đã thành hôn với Hồng Nô và ở luôn lại Triệu Quốc. Mỗi ngày cùng với Tôn Tẩn bàn luận cách dụng binh trị quốc. Thời gian rảnh rỗi thì Tôn Tẩn viết lại những kinh nghiệm chiến trường để kết hợp thành một quyển sách. Đó là quyển sách mới Tôn Tẩn Binh Pháp.
coi nè. Trong thời gian này, Tần lại dần dà lớn mạnh, có kế hoạch muốn thôn tính các nước khác. 3 năm sau, Điền Cảnh Chung Quy đã hấp thụ ảnh hưởng của Tôn Tẫn, quyết định đi sứ đến Lục Quốc để tham khảo ý kiến hợp tác chống Tần. Quốc gia thứ nhất mà Điền Cảnh phải đi để mà thuyết phục đó là Ngụy Quốc. Các vị, lần này ta dẫn theo 24 người đi bái kiến bàn tướng quân, cho nên tất cả mọi người phải ở lại đây để canh gác. Tất cả mọi người nghe rõ, nên nhớ không được sanh sự. Lần này chúng ta có kế hoạch thương nghị để chống Tần, các người nhất định phải tuân theo và giữ kỷ luật nghiêm khắc trong danh trại. Mãnh Trung. Dạ. Sau khi chúng tôi đi, ở đây quân toàn quyền phụ trách. Thuộc hạ biết rõ. Chúng ta đi. Mấy năm gần đây quân Tần nuôi binh dưỡng mã, có ý chinh phục Lục Quốc. Nếu chiến sự xảy ra, nước trước tiên là Ngụy Quốc, Hàn Quốc và Triệu Quốc của ta phải đứng mũi chịu sầu. Tuy các nước của chúng ta là quốc gia lớn, nhưng nếu như chúng ta gặp nhau ngoài chiến trường, tôi tin là sẽ có rất nhiều người vô tội bị chết. Từ xưa đến nay, chuyện chiến trường thường là kẻ yếu phải thua kẻ mạnh. Nếu như người ở chiến trường mà không thể đánh bại được kẻ địch, thì hãy tự trách mình tài năng kém cỏi. Bàn tướng quân, tuy là nói như vậy, nhưng mà ngoài sử dụng binh, chúng ta còn cần phải có mưu lược và cần phải có sự phối hợp giữa người và thiên địa mới được. Đối với tình hình bây giờ, quân Tần đang ngồi ôm đất đai rất là rộng lớn, còn binh sĩ của chúng ta thì dũng mãnh và thiện chiến. Sau khi họ thôn tính nước ta, thì họ nhất định sẽ gây chiến loạn cho các quốc gia khác. Đến lúc đó, trận chiến liên miên khó mà tránh được. Đã nghe qua Điền tướng quân là một anh dũng thiện chiến trên chiến trường, nhưng không ngờ rằng còn có một tấm lòng nhân đạo cứu đời. Bàn tướng quân, đó là thiên tai, và không người nào muốn thiên tai. Ngay cả ông trời cũng có sự đau khổ. Nếu như chúng ta không thể ngăn ngừa được chiến họa, tôi nghĩ là sau này bá tánh nhất định sẽ sống càng khổ hơn. Như vậy thì lần này anh từ xa đến đây là muốn tìm cách chặn đứng Tần, có phải không? Lần này tôi tới đây là hy vọng chúng ta có thể hợp sức và tập trung lực lượng. Nếu được như vậy, thì cho dù là Tần Quốc có ngang ngược đi nữa, họ cũng không dám mạo hiểm xuất binh mà tấn công chúng ta. Đến lúc đó, thất quốc chúng ta sẽ cùng nhau độc lập và hưởng thái bình. Trong lời nói của người, ý là muốn giữ nguyên trạng thái. Nhưng nếu chúng ta không đánh giặc, thì làm sao có thể lập công trên chiến trường xa trường được? Và làm sao trong thiên hạ có thể là một người được nhiều người coi trọng chứ? Bàn tướng quân, một là tôi không thích lập công lớn, hai là không mưu cầu lợi lộc. Lần này tôi đứng ra lãnh chức là vì tôi muốn bảo vệ cho quốc gia. Tôi nghĩ là nguyện vọng này của tôi, đó cũng là nguyện vọng của tất cả bá tánh. Điền tướng quân thật là có lòng độ lượng vị tha, tôi thấy hổ thẹn cho chính mình. Nếu như lúc nãy có điều gì thất lễ, mong hãy lượng thứ cho. Bàn tướng quân không cần khách sáo. Vậy về việc liên quan kháng Tần của chúng ta... Hễ, đó là việc có lợi ích cho thế gian này, bàn mẫu đương nhiên tán thành. Nhưng mà vẫn còn có nhiều điều nhỏ nhặt cần phải thương lượng. Hay là như vậy đi, Điền tướng quân tạm thời ở lại trong phủ này nghỉ ngơi vài ngày, để ta suy nghĩ lại kỹ lưỡng rồi mới cùng người thượng nghị. Vậy được, tất cả mọi việc nghe theo quyết định của bàn tướng quân. Mời rượu. Xin mời. Ngừng tay! Binh sĩ của mấy người đã cướp phá Ngụy Quốc của chúng tôi, hãm hiếp phụ nữ mà còn chưa nhận tội à? Ta muốn gặp bàn tướng quân. Gặp cũng chẳng là gì. Giết! 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 Những gì? Giết cái đi! Điều chưa bản nào? Giết cái đi! Giết cái đi! Giết! Giết hết! Giết! Giết hết bọn họ đi! Điều chưa bản nào? Giết! Giết cái đi! Giết! Giết! Giết cái đi! Đừng chịu bán đâu. Đi đi. À, tướng quân chúng ta chạy đi. Họ lên. Ừ.
quân đã xảy ra chuyện gì. Họ bàn để dùng kế để hại chúng tôi. Ta nhất định phải giết nó. Đừng có làm mẫu. Kêu tất cả mọi người tập trung người và ngựa chạy vô rừng. Mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, mau lên, về trong rừng đi. Mau lên, về trong rừng đi. Mau lên, mau lên. Xuống mệnh lệnh, phân chia binh làm ba, chặn hết các ngõ ra của chúng. Dạ. Theo ta. Điền cảnh ơi là điền cảnh, mọi người đều nói người ở trong mặt trận không bao giờ không thắng, đến Tôn Tẩn mà cũng phải thua người. Được, hôm nay ta sẽ coi thử người có bản lãnh gì mà thoát khỏi tay ta. Chuẩn bị tấn công. Dạ. Mở lên.